Xin lỗi, tôi không cố ý tò mò chuyện của mấy người, tại vì cửa không khóa. Thủy Tiên, hãy đến bệnh viện gấp. Mẹ của Thủy Tiên đang được cấp cứu. Mẹ tôi à, ở đâu vậy? Bệnh viện Chợ Rẫy. Đi mau đi, kéo không còn kịp nữa đó. Mẹ tôi, mẹ ơi, mẹ. Thủy Tiên, Thủy Tiên. Anh Thái, tôi đến đây là để nói chuyện với anh. Cô muốn gì? Ai chặt tay bà Lễ Hải ở Vũng Tàu để cướp đi chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly? Cô nói sao? Bộ ai đi Vũng Tàu cũng đều ăn cướp hết sao? Thì anh vừa mới tặng chiếc nhẫn hột xoàn cho Thủy Tiên đó. Tôi nói cho cô biết, cô đừng xen vào chuyện của tôi. Vết chém rất ngọt, bằng loại dao Mỹ rất bén, mà loại dao đó chỉ có anh, tôi và những người trong nhóm Phượng Hoàng mới có. Và chỉ có anh mới có những hành động xuất quỷ nhập thần như vậy. Cô nên nhớ, cô không được tìm hiểu những việc tôi làm. Cũng như cô đã từng ngã vào vòng tay của những người đàn ông khác, mà có bao giờ tôi nghĩ đến cô đâu. Nhưng khốn nạn thay, vì tình yêu tôi chỉ yêu anh, nên tôi không thể nào quay mặt để cho anh ung dung cùng kẻ khác kết tình chung. Và yêu như tôi có chiếc cô cũng dần quá thân, vì đã muốn si sẽ vào đời tư của tay sai. Anh á, anh là một con mồi, còn tôi là thợ săn. Anh chỉ có một con đường á, là ngã vào tay tôi. Trời đã giúp cho tôi để anh chém nhầm mẹ vợ, hải quân giành khăn tang khóc tình hận dở dang. Khốn nạn, chậm rồi. Anh nên nhớ, khi còn học ở Hawaii, anh bắn kém hơn tôi rất xa. Hy vọng lần sau anh sẽ ôm em, dò nát thân thể của em, để em được rên rỉ trong vòng tay của anh Thái à. Thôi đủ rồi, hãy cút khỏi đây ngay. Đi. Cái gì? Cút à? Anh hãy chờ đó. Khốn nạn, khốn nạn. Kìa, Thủy Tiên, mẹ có sao không em? Trời ơi, quả tình yêu được đổi bằng bàn tay của mẹ. Mẹ ơi. Thủy Tiên em, Đừng gọi tôi bằng âm thanh triệu mến đó. Ông là một tên tướng cướp giết người. Ông đã lừa dối tôi, ông đã dẫm tôi là tình yêu trong trăng của đời tôi. Thủy Tiên, em nói gì mà anh không hiểu? Đừng đóng kịch nữa, hãy giữ chiếc nhẫn hột xoàn người một ly đó. Và nên nhớ rằng giữa tôi và ông chữ yêu chuyện mẹ em bị
Anh đừng nói nữa, anh hãy về đi. Anh về đi. Thủy Tiên. Vinh Biên. Anh xin quỳ cho em quyền xử phân. Nếu như anh tên dối gian giết người, tình yêu chân thành bao lâu mình đắm say, giờ bóng tan như mây khói trong gió quyền. Ôi bao lời thương thương sao bây giờ xa xôi. Thủy Tiên ơi, anh như cánh én chao nghiêng lần xuống Nam để tránh cơn tuyết giá. Còn em là ánh nắng ban mai, là cõi cành xanh lá cho cánh chim nhỏ cô đơn có nơi về xây tổ ấm. Thì em ơi chớ dội ra đi, biến thành cơn bão cuốn xoay đời anh. Đừng đừng em ơi, đừng để giọt lệ đau thương làm tan mối tình thơ mộng. Đừng để trái ngàn giết chết chuyện ân tình. Tình đáng em như mặt hồ phẳng lặng, ai nỡ gây sóng gió ba đào. Thủy Tiên ơi, nếu em nghĩ anh là tên tội phạm, anh sẵn sàng chết trước mặt của em. Cuộc đời anh lẫn đận lao đao, dòi mắt nhìn đời lạnh lùng ác cảm. Tình yêu của em như giọt nhằn dương kỳ diệu, tươi mát tình anh phơi với tình nồng. Trời ơi, lời đường mật che giấu tâm lòng gian dối. Tôi thù anh pha lẫn khinh khi, tôi đã làm yêu một kẻ yêu hèn, nghe cay đắng buốt tê đầu lưỡi. Thủy Tiên ơi, những lời kết án của em như ngàn dao nhọn, anh rã rời như kẻ bị phanh thây. Không, anh không hèn trước suy nghĩ của em. Anh vô tội thì làm sao anh nhận tội chứ. Một kiếp gió sương nửa đời ngang dọc, khuấy nước dọc trời chưa từng rúng sợ trước hiểm nguy. Em không tin anh sao? Lòng anh chân thật, anh không muốn em hiểu lòng để rồi làm tan vỡ tình ta. Tiếng ơi còn gì đau đớn xót xa, nhìn em rưng lệ trào sông căm hờn. Thôi im đi, ông càng nói càng lộ ra chân tướng. Sự thật thế nào tôi đã rõ căn nguyên. Thôi thế từ đây mình đành vĩnh biệt, dốt chặt tình mình trong hận quán triền miên. Thủy Tiên, em thôi, ông hãy về đi. Ông về đi. Thủy Tiên, em hãy cho anh biết, ai nói với em anh là thủ phạm? Mai Chi. Mai Chi? Thì ra là con khốn nạn đó. Anh Thái, anh hãy nghe cho kỹ đây. Kể từ đây cho đến hết cuộc đời này, đừng đừng bao giờ cho tôi thấy mặt Vinh Biên. Thủy Tiên, Thủy Tiên. Mai Chi, mày dồn tao vào chân tường, vậy thì mày đừng trách tao độc ác. Thủy Tiên, em hãy tha lỗi cho anh.